Hello, xin Ngô, xin chào cả nhà. Xin Ngô đang trên đường á, hôm nay mình có ghé nhà. Em mình nó mua cho xin Ngô món đồ để này làm clip xin lỗi Ngô nha cả nhà. Hôm nay chọc khoai Ngô cũng nhiều lắm rồi. Ngô thấy Ngô cũng giận dữ lắm, giận rồi. Bây giờ mình phải làm cái clip giống như là giảng hòa đi để cho Ngô vui lại nha cả nhà. Thì lâu lâu rồi mình chon chọc chọc cho vô nhà vô cửa thôi, chứ làm giận hoài là không được, hay không im. Giờ cả nhà cũng ủng hộ xin Ngố xuống cầu thân giảng hòa với Ngố này thành công nha cả nhà. Mình thì không có gành trên cái mạng, mua đồ trên mạng á. Có nhờ bữa đó có thấy là Nhã nó biết nó mua đồ trên mạng, với nó có thấy nó mua con gà ổ muối á, giờ rất là ngon luôn. Thì Hiếu Ngố thì thích ăn gà, mà gà của Sơn Ngố thì mình bắt mình nướng, rồi mình nấu cháo, mình quay lưu, nói chung là các cái Sơn Ngố cũng có làm hết cho Hiếu Ngố ăn rồi. Mà cái món gà ổ muối này á thì chỉ có trên mạng bán thôi, còn làm thì mình không biết làm, mà nhờ Nhã nó gành trên mạng với mua đồ trên mạng rồi đó, nhờ nó mua giùm Sơn Ngố để như là cũng đó là tấm lòng của Sơn Ngố nữa, để đem xuống đem xuống làm quà với Sơn Ngố nha cả nhà. Nhưng đường người ta hai nước giao tranh, người ta muốn nhận quà là phải viết thư cầu quà, còn mình này đi bắt gà để cầu quà với Sơn Ngố nha cả nhà, cùng ủng hộ Sơn Ngố để giải quà với Sơn Ngố trận này thành công nha cả nhà. Thôi giờ mình cùng đi xuống dưới nhà Nhã nha. Tới Nhã nha cả nhà. Hello mọi người. Đây mình mới gửi mua gà này xuống, xin lỗi Hiếu Ngố nè. Gà ổ muối mọi người. Gà tủ đá hả? Giờ nè ta có cho muối sẵn anh coi. Rồi ăn sao? Giờ đem về hấp lại. Hấp lại hả? Hấp như hấp cơm nữa hả? Đúng rồi, hấp lại ăn nè. Tại con gà nhiều khi người ta không cần phải hấp luôn nữa. Nhiều khi người ta để vậy đó, ta ăn lạnh luôn á. Ăn lạnh được không? Được luôn, nhưng mà hấp lại đi, em thấy hấp lại ăn ngon hơn, đỡ ớn miệng hơn. Rồi nhiêu? Thôi được rồi. Tặng ha, tặng luôn. Rồi cảm ơn em nhiều nha. Rồi xin lỗi chị đi. Anh xin lỗi thành công là em là số 1 đó. Bữa nào anh em mình đi uống phê ha. Ok. Rồi Sơn Ngố mới lấy con gà ổ muối. Đúng là em mình tặng mình luôn, lắm là món quà may mắn rồi. Bây giờ nay Nhã tặng cho Sơn Ngố. Sơn Ngố nha, đem đi tặng cho em. À, tại mình gửi mình mua chứ không phải là gì, nhưng mà tại vì em Nhã nó quý mến Sơn Ngố lắm nên tặng cho Sơn Ngố luôn. Thử rồi có chút may mắn của Nhã với Sơn Ngố hợp tác lại coi xuống về giảng hòa với Ngố thành công thôi nha cả nhà. Bây giờ để mình ăn Ngố nha. Yeah.
mua má tỏi về cho mẹ, cục me về nấu ăn chua đồ ấy. Đây có me nữa rồi. Ảo luôn. Để mai nhà nấu ăn chua cá lóc. Nhà không có bằng, nhà không có đùm lum hạnh danh nhóc vô rồi rạo không à. Bằng thì tới mùa. Giờ nó hết mùa bằng rồi, giờ nó dạo là hết bằng. Dạ cái gì? Bò cầm gà rồi ai mới đem hàng cho em gà. Ủa cái gì vậy? Trời ơi. Là con da vàng nè. Dạ gì đâu mà đẹp chứ em. Dạ. Ủa. Ủa. Cái tụi con cầm gà rồi có ai nãy rồi để vô nè. Trời ơi ai tốt bụng chứ hả? Nào ấy khen nhớ nè. Nào mà đeo mà tròn dạ là phải là tương tiên dương tặng thưởng gì nè. Đâu mà im trời vô hết cháu mấy em để cho anh con gà nữa chứ hả? Đó giờ anh ăn gà này chưa? Giờ này ăn. Nhưng mà đó giờ biết gà này gà gì chưa? Để biết gà gì thì có gà thì ăn gà thôi. Thì gà anh đem lên lúc nào anh cũng đem lên thì nấu cháo, nè nướng, nè luộc xả, nè hầm hầm, hầm tiêu, hầm tàu lửa cho mà món này chưa có nha. Gà gì vậy? Đây là gà ổ muối. Gà ổ muối hả? Ừ. Trời đất ơi, gà ổ muối hả? Chứ không phải là nấu muối hả? Không, gan muối là khác. Gan muối khác hả? Ủ muối, bây giờ em thấy gà nó dạng tương không? Ủa nha. Em mới đặt bên California nó gửi về đó. Ông là cũng sợ ông. Trời cho mới gửi gửi mấy nghe nó mua dầu. Nó nói gà này mà anh mà đem xuống xin lỗi chị Hiếu nè. À, chị Hiếu bách dặn liền dặn hoài anh liền gặp khi mà ngon quá ôm hôn anh cái nữa là vô bách. Ôi trời. Mua rồi, cho tôi mua rồi đi lên đây làm gì? Mình phải giới thiệu chứ, hướng dẫn cái dụng trước khi dùng chứ, nếu không trời biết đường dùng. Chảo đâu chảo trời, tao đem chai rồi mình cứ chơi hoài. Đi, vô đi rồi anh chế biến lại cho anh mang. Nha. Nhưng mà dẫn gì dẫn hoài trời. Giận ai mà giận là làm gì? Không thích thôi. Gì đâu mà không thích. Em gà này ngon chứ lắm, ngon luôn. Em không ăn là uổng lắm á. Gà này mua trên mạng á, chứ ở ngoài chợ rồi mua đâu có đâu. Ờ, trên mạng hả? Ừ. Em thấy mua ngộ, mua trên mạng hả? Mạng chợ mới có đó, trên mạng bình thường cũng có nữa. Đâu có nhiêu. Cái gì? Chủ yếu là đóng làm thôi. Hậu nhiêu tiền thì cứ đó nhiêu tiền. 130. Gì? 130 à? Chắc rồi. Không kìa. Vậy chỉ cần là mình sơ chế lại làm ăn nè. Ủa chứ bắt sơ chế nữa hả? Chỉ sầu không phải ăn liền luôn hả? Kỳ vậy. Không, em muốn ăn liền cũng được nữa. Mà giúp cuộc là sao? Bây giờ thì em muốn ăn ngon á, là phải ăn. Rồi cho biết ăn mới ngon. Mà em muốn ăn ngon vừa là để vậy. Còn mà ngon đặc biệt thì phải có ăn mới được. Nó đặc biệt. Chế biết không? Ừ. Ê, có bịch với tiêu nữa nè. Ôi thù trời. Có tiêu chứ ba chứ hả? Sao? Rồi, chào cả nhà đi. Gì nữa hả? Alo cả nhà nha. Nãy giờ mà nếu bụng cũng gãy lử rồi cả nhà. Trời ơi, chơi chiêu hoài thế. Mình phải đi trước tính sau chứ. Chào cả nhà nha. Cái ông thư bố này là không cho ông ăn gậy ăn tập con đá không, không chịu. Tối ngày ông gặp nhìn mặt không có ai thấy có thương nổi không? Tập thương trời. Là đó mình để em muốn gà ủ muối nha cả nhà. Hay. Gà ủ muối quá tiêu. Ừ. Ở này như gà mái không ơi. Có nó có hai cái quả trứng nè. Đó, hai cái trứng nè. Ừ, nó dạng
khè ha. Ủa nó không có banh cái ruột, nó không lấy ruột hả? Lấy ruột đường nào? Trời ơi, nó lấy đường dưới. Ừ, nó móc ruột. Ủa rồi cái vỏ ở đâu? Nó không có vỏ hả? Rồi cái đậu đi đâu rồi? Không có đậu, không có vỏ. Anh cũng có biết đâu, lần đầu tiên anh mua thấy ngon lạ quá mua cho em ăn là anh cũng có biết đâu. Vậy là con gà này nó không có giò như thế nào. Thấy ngon ha. Ngon quá em, giống nước súp gà quá ha. Nước này mà để có mì vô nó cái này hết tiền luôn má ơi. Gà nước ngộ ha. Đây. Ta cho đầy đủ hết trơn nha. Tiêu, ớt là cũng ngon. Có hành. Quá ngon quá ngon. Nghe thèm quá ha. Thần cài đào nữa nha, chuẩn bị tư thế nha. Nãy giờ làm 20 phút hả? Ôi ôi nó dai lắm rồi, giòn luôn á. Gà gì mà dai với ngọt ngộ trời. Thôi vậy. Nóng quá. Nóng quá, nóng quá. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Gặm muối thịt thì nó đỏ mà cái da thì nó vàng. Ủa vậy nó khác hơn cái gà nấu nướng nấu cháo hay là cái này là nó chế biến sẵn rồi về đây mình làm thêm đi hả, mình hấp lại thôi ha. Người ta đã
hấp trong cái ủ trong cái muối đó là nhiệt độ cao rồi, nó đã chín giống như là 90% gà rồi. Mình ai thích ăn lạnh thì để lạnh ăn, còn mình nào thích ăn nóng thì ủ nóng rồi ăn. Ăn lạnh mà theo kiểu như là thịt thịt đông lạnh của ngoài miền Bắc vậy đó. Ôi ôi. Đỏ đỏ ngon. Nhưng mà cái da vị ướp của người ta. Gà thịt rất là dai săn chắc luôn á trời. Em biết phải gà vườn không đó. Gì gà vườn. Không phải gà vườn, xong nó dai săn chắc dữ rồi. Gà thường mà làm sao nó dai, người ta bí quyết của người ta. Chứ gà vườn làm đâu nhiêu cho nổi, này người ta bán rồi, ta bán số lượng lớn rồi. Hết chừng ngon luôn em ơi. Ngon không? Cả nhà mà trời nãy giờ mưa. Thì mưa. Mưa nên mình giờ vô lại góc này nha. Chứ thật sự là nãy giờ mưa xé gà ra cái đầu là mưa tới tới tới. Wow. Mời cả nhà thưởng thức món gà ủ muối hòa tiêu nha. Nè. Nè. Rồi mời cả nhà nha. Cả nhà mình có thiếu ánh sáng, cả nhà thông cảm nha. Theo như anh biết là cái da nó vàng là do người ta chằn qua nước nghệ đó nha cả nhà, nó mới vàng. Chứ không có gà nào mới da nó vàng được vậy chứ. Mình là dân nuôi gà chuyên nghiệp, mình bó tay luôn. Mưa quá chạy vô đây. Ngó chữ ẩm đó cả nhà. Thơm không? Có thơm mùi gì không? Như thơm mùi nghệ nghệ. Tiêu quá. Tiêu thúc xích gì? Không có vậy. Mời cả nhà nha. Mời, xin mời cả nhà luôn nha. Ừ. Cũng dai cũng như gà thái dường. Hơn. Ừ. Cái chắc là do chắc muối á. Này nó kêu rõ gì? Gà ủ muối qua tiêu. Nãy ông cái này ông nói là gà này ông mua đâu? Anh mua ở đâu á? Gà nó gà anh dễ nhã mua giùm. Trời, nhã hả? Ừ. Trời Phật ơi, nó mua ở đâu? Mua trên mạng chứ mua ở đâu? Trời, trên mạng hả? Ừ. Nhiều tiền. Con 103. Này trời, con này có 103 rẻ mà. Ừ, con chứ mốt chứ hai. Rỉ hả? Trời, tính ra rẻ hả cả nhà. Thấy quá còn ngon. Thấy nè. Mùa thấy ăn ngon quá. Biết em chưa ăn này mà em mua cố tình mua để chú trình lỗi em. Mà theo chân ngô biết á, mình trước khi mua cái này á cũng tìm hiểu kỹ rồi, là nhà này có người ăn lạnh được, người ăn nóng, nhưng mà nếu mà ăn lạnh đó nha là cả nhà ăn giống như là hột gà ốp la thôi, 70-30 gì đó. Chứ còn mà cả nhà muốn ăn kiểu mà nóng ngon á là phải hấp khoảng trên nãy trên nửa tiếng nè, cả nửa tiếng. Nửa tiếng. Đây, nó có... không đợi trong lạnh, nãy thấy sắn lúc nhiều khi không. Thì cả nhà mình có người thích ăn chín hơn, hay là nhiều khi mình thấy sẽ nó hơi đỏ đỏ như người ta vẫn ăn được, mà nhiều người cái khẩu vị mỗi người mình cũng biết, nhưng mà đó là tư vấn thật lòng của Sơn Ngố. Cái da nó dày còn cốc nhà nữa. Khi lần đầu tiên mình ăn mình cảm nhận, mình thấy con gà nó sao mình nói vậy, để nhiều khi cả nhà không biết, cả nhà nói ừ. Rồi đem gà xé gà cứ ngắt nó vậy rồi ăn sao được, đúng không? Không là... mà mình nghĩ nên hấp ăn nó ngon hơn. Mà tại mỗi người thích, mình thấy hấp ăn mình nó mạnh miệng hơn. Ăn lạnh á, ăn hay là ăn theo kiểu miền Bắc á, thịt đông á, miền Bắc người ta kho thịt đòi gọi phải không? Bỏ tủ lạnh là đông rồi anh ta ăn. Thì không chứ quá. Mình ăn cái kiểu của mình thay uống đi, mình thay uống ăn gì đi. Hấp là khoảng 20 phút. Nãy gần 30 phút quá chứ 2 phút đâu. Nãy mình sắn, mình lấy cái đũa mình sắn thử á. Nó chưa có... nó lủng quá nên mình để 30 phút thôi nè. Nó dai giòn khấu vậy, ngộ quá ha. Dai giòn, thịt dai. À, vừa quá rồi, con nặng. Này, ngủ không cho con rồi con. Nè, ngủ. Nè, ở đây.
lần này thử cho con ngó này cả nhà. O là o chủ phải o lính luôn chứ bằng không giữ cửa rồi nó mình xuống. Rồi. Rồi. Con ăn con. Ngon mà em. Ngon, nói chung cũng ngon. Bớt giận hay chưa? Đâu có giận đâu. Giận gì vậy? Giận để đó. Ờ mình quên cái này ăn ngó mình ngồi rồi. Không có nóng tánh như ngày xưa. Không có là võ công đi ta thường thường gì nhật tấn công mong không không. Này thường thường ngó là võ công đi trước quyền cước theo sau á cả nhà. Đủ rồi. Không mà cái này không nhận em thì mị đi. Chứng minh cho cái điều em chị mày bây giờ em không banh cái ở đây em mới tin. Muốn từ đây bay ra xuống sông không? Rồi. Hai ngón xin kết thúc clip nha. Chào tạm biệt cả nhà nha. Bye bye. Đình chiến nha.